30 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong một tháng qua đơn vị đã triệt phá 209 vụ, 514 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ gần 70 kg ma túy các loại, hai khẩu súng cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan. Công an cũng điều tra, khám phá 329 phần 616 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 551 đối tượng. Trong đó có 122 cá nhân và 16 tổ chức có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Khởi tố mới 118 vụ, 44 bị can. Thời gian tới, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện, lễ hội, các đoàn lãnh đạo nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc ở thành phố, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong dịp lễ quốc.